thấm nước mắm. Wow. Nha. Đây là đoạn đường Đinh Tiên Hoàng, quận 8 nha cả nhà. Ở chỗ cơm gà số mỡ chàng là số 54 đường Đinh Tiên Hoàng, quận 8. Quá trời đông khách luôn rồi. Đây là địa điểm thứ hai nha cả nhà. Cơm gà sối mỡ rồi. Thì mời cả nhà xem lại chi tiết nha. Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Từ rài về sau là mình sẽ chào cả nhà theo một cái cách gọi mà thân thương nhất ha cả nhà ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến một chỗ bán cơm gà sối mỡ. Theo mình thấy là rất là ngon luôn tại thành phố Vĩnh Long đó cả nhà. Nhưng mà chỗ cơm gà này có một cái điểm đặc biệt trong cái ngày hôm nay. Đó là mới khai trương ra một cái chi nhánh thứ hai tại ở thành phố Vĩnh Long chúng ta. Mình xin chia sẻ với cả nhà, bây giờ là 11 giờ trưa rồi cả nhà. Thì sẵn đây thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức cơm gà luôn ha. Cơm gà sối mỡ theo mình thấy là rất là ngon luôn. Gà là rất là đặc biệt tại Vĩnh Long. Thì chúng ta đang đi trên đoạn đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, thành phố Vĩnh Long nha. Đây là cái đoạn đường mà chi nhánh của cái quán ông. Đây là cái đoạn đường mà cái chỗ bán cơm gà đầu tiên ra đời. Đó là đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8. Và chút xíu nữa thì chúng ta sẽ ghé tới cái chỗ khai trương chi nhánh thứ hai nằm tại đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3 nha cả nhà. Hôm nay phố Vĩnh Long nắng quá. Cả nhà xem mây nè. Trời, buổi trưa này đúng là nắng gắt luôn đó cả nhà. Thì mình cũng chia sẻ luôn với cả nhà thì chỗ mình quay chỗ cơm gà này thì vào cái khoảng thời gian hồi năm trước á, tầm tháng 9 á, thì mình có đã từng quay rồi. Nhưng mà thuộc dạng như lúc đó mình chưa có quay kỹ lắm. Thì bây giờ là mình sẽ quay chia sẻ với cả nhà về chỗ bán cơm gà rất là ngon và đặc biệt tại phố Vĩnh Long luôn. Giá cả là cực kỳ bình dân luôn nha cả nhà. Đó, đây là trụ sở đầu tiên của quán cơm gà sối mỡ có tên là Chàng, nằm tại số 54 đường Đinh Tiên Hoàng. Bây giờ chúng ta sẽ vào quán cơm gà số mỡ Chàng nha cả nhà, chi nhánh 1 nè. Rồi hiện tại đang rất là đông, thực khách đang chờ đợi luôn. Đó, đây là cô chủ mà Hot Girl Baby mà trong khoảng hơn 1 năm trước mình đã từng quay giới thiệu cho cái nhà đó. Giờ thì cô chủ đang làm những phần cơm cho khách. Đây, mời cả nhà xem nè. Đây là một trong những đầu bếp của quán cơm gà sông Mỡ Chàng. Hello cả nhà. Hello, chào em. Em tên gì em? Dạ, em tên Tân. Tân. Cả nhà thấy cái màn mà xào cơm là mình thấy là chiên cơm là nó ta điêu luyện. Em làm được lâu chưa Tân ơi? Dạ, vài tháng rồi. Vài tháng rồi. Với cái kỹ năng này, lửa nè cả nhà. Nhà nghe tiếng xào chiên luôn, quá hấp dẫn luôn. Một cái phần cơm như vậy mình làm được bao nhiêu hộp em? Dạ tầm 6 hộp. 6 hộp à? Trời ơi, gà này cả nhà ơi. Trời ơi, hấp dẫn. Chiên gà cũng là một cái nghệ thuật chiên cả nhà. Đó. Thì bây giờ bắt đầu em Tân sẽ bới vào từng hộp. Chuyên nghiệp không? Thì năm trước là mình cô chủ làm khá là nhiều. Nhưng mà năm nay thì đã có thêm một sự trợ giúp của em Tân. Thì cô chủ sẽ chuyển qua cái khâu giai đoạn vào gà ha. Wow. Trời ơi, nó vàng ươm luôn cả nhà ơi. Dẫn quá, hấp dẫn quá. Hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Đó, bây giờ thì cô chủ của chúng ta bắt đầu là thực hiện thao tác nè. Đó, bỏ gà vào nè. Sau đó là nếu mà bán mang về thì ngon quá nha. Đó, nếu mà cả nhà mà ăn tại chỗ á
đây đây là ba của cô chủ nè, đó thì sẽ để rau vào đó với cơm vào, dưa leo, dưa chua, xà lách, nói chung là rất là đầy đủ dưỡng chất trong một cái dĩa cơm trà sối mỡ đúng không cả nhà. Quá đẹp. Bây giờ làm luôn rồi, làm luôn. Dạ. Nó. Quá đẹp. Đó, bây giờ em Tân là bắt đầu là bới cơm bà này nha. Đó, rồi sau đó là sẽ bỏ gà vào. Đó. Nhìn thao tác cô chủ rất là điêu luyện phải không cả nhà. Hơn một năm rồi mình mới dắt cả nhà đi lại cái quán của cô chủ. Người dân miền Tây của mình là như vậy đó cả nhà. Mỗi khi mà quay video thường thường rất là ngại lên. Bây giờ không quay trước mặt mà quay sau lưng được không? Ờ, cái nhà xem dĩa cơm nè. Mỗi dĩa cơm như vậy thì có giá bao nhiêu tiền cô chủ? 25 nha. Chỉ có 25 ngàn thôi cả nhà. Cái đùi gà tổ mà chán luôn. Chiên lên và tới giai đoạn cuối cùng là thấm nước mắm. Rồi cô chủ gảnh tay chưa cô chủ ơi, cho hỏi vài câu tí cô chủ. Rồi em có thể cho anh hỏi vài câu không, với chia sẻ vài câu với cho anh và cả nhà được biết. Thì giống như thông tin anh có nhận được là hôm nay là chúng ta khai trương một cơ chợ sở thứ hai đúng không em? Dạ. Cái chi nhánh thứ hai. Dạ. Nằm ở đoạn đường nào vậy em? Dạ, nó nằm ở 148 Nguyễn Văn Thiệt, phường 3. 148 đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3, thành phố Vĩnh Long. Thì em có thể chia sẻ với anh là hiện tại bây giờ mỗi cái dĩa cơm mà gà mình bán á, là gà đây mình bán với những cái thành phần nào ở trên cơ thể con gà? Dạ, là đùi gốc tư. À, là một cái đùi hoặc là cái ức hoặc là cái má đùi. À, hoặc là má đùi. À, thì hiện tại bây giờ mỗi cái phần cơm như mình bán thì nó sẽ có giá bao nhiêu tiền em ha? Dạ, đa phần là 20. À, 20 là đa số là ức. Dạ, ức. À, có đùi 20 luôn. À, có đùi 20 luôn. Khi nào hết đùi 20 mới bán đùi 25. À, có nghĩa là giá rất là bình dân luôn, có nghĩa là đùi 25 thì nó sẽ to hơn đúng không? Dạ. À, còn đùi 20 thì nó sẽ nhỏ hơn. Ồ, giá bây giờ hiện tại mà cả nhà ăn một cái chỗ cơm chiên mà tầm 20 25 bây giờ rất là khó kiếm luôn á. Rồi anh thật sự là anh cũng ăn rất là nhiều chỗ rồi, nhưng mà anh cảm nhận được cái chỗ của em á là nhất là cái thành phần mà gà rất là thấm gia vị luôn. Mà cái vấn đề chỗ mà ăn khi mà vào trong tới cái phần thịt ở trong cái đùi gà hay cái ức gà đó mà thấm gia vị như vậy thì rất là khó kiếm. Đó lý do tại sao mà anh quyết định để quay giới thiệu lại cho cả nhà được biết chi nhánh 1 của em. Chi nhánh 1 của em là nằm số 54 Đinh Tiên Hoàng. 54 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, thành phố Vĩnh Long. Dạ, vậy là em sẽ bán song song với chi nhánh 2. Dạ. À, vậy cái thời gian mở cửa của mình là từ mấy giờ tới mấy giờ vậy em? Dạ, 10 giờ sáng cho tới 7 giờ rưỡi tối. À, 10 giờ sáng tới 7 giờ rưỡi tối. 7 giờ rưỡi tối. Ồ, vậy là cũng hợp. Chắc vậy. Đúng, cũng hợp lý. À, thì coi như là chút xíu nữa em có ghé chi nhánh 2 không? Dạ, có. Ok, chút xíu nữa là ghé chi nhánh 2 rồi tới lúc đó em sẽ tiếp tục chỗ tài cho anh và cả nhà được xem nha. Dạ, ok, cảm ơn em làm việc tiếp đi. Cả nhà mua về thì chỗ cơm gà số mỡ chèn rất là kỹ lưỡng trong việc mà sẽ bỏ một cái bịch dưa leo, dưa chua và rau xà lách riêng. Rồi còn ớt nha cả nhà. Đây thì chúng ta có nước chấm là nước tương ha, và tương ớt.
Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một bình canh nữa, rất là chu đáo luôn cả nhà. Mỗi phần như vậy mà chỉ có giá 20.000 thôi cả nhà, hay là 25.000 thôi, thì mình thấy thật sự là quá tốt luôn cho một sự lựa chọn vào buổi ăn trưa ha, chiều tối của chúng ta. Bây giờ khách khá là đông mình nha cả nhà. Rồi sau khi mà cô chủ đã bán hết cái số gà ở bên trên rồi, bắt đầu cô chủ sẽ tiếp tục là cắt những cái phần gà nha, để chuẩn bị chúng ta khách vào thì cô chủ sẽ chiên ha. Ồ, vậy là mình cắt cái phần đùi gà mình sẽ cắt như vậy đó em, để cho nó thấm gia vị ha. Dạ đúng rồi. Để nó chín ở bên trong đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ, rất là khéo léo, rất là kỹ lưỡng luôn cả nhà. Trời ơi gà. Ồ, nó vàng ươm luôn, nhìn quá trời hấp dẫn luôn. Nghe mùi là nhiễm quyến á. Em có thể chia sẻ với anh là trong cái nghề mà bán cơm gà này á, thì em có bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi không? Nói chung là em bán là hồi năm em 17 tuổi. À lúc mà ra làm chủ luôn đúng không? Dạ không, mà làm chủ là 18 tuổi. À, có nghĩa là chỉ sau 1 năm học hỏi kinh nghiệm thôi. Thì bây giờ là hôm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 21. À, 21 thì là 3 năm kinh nghiệm rồi. Wow. Mỗi ngày thì mình bán em chia sẻ tí là mỗi ngày mình bán khoảng chừng bao nhiêu cái ký được không? Dạ tầm 50 ký. Wow. Đó thì cả nhà cũng thấy rồi ha. Chứ một cái số lượng mà bán 50 ký. Đó, vì một cái giá là rất là bình dân luôn. Thì bây giờ là cô chủ đã quyết định mở thêm một cái chi nhánh ở đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3 thành phố Vĩnh Long, để chúng ta có thêm những cái sự lựa chọn. À, ở đây thì em có ship không em hả? Dạ có. À. Bao nhiêu hộp em cũng ship hả? Dạ, một hộp em vẫn ship luôn. Ok. Thì cái khoảng thời gian mình mở cửa nãy em nói là từ 10 giờ ha? Dạ đúng. À. Thì cái số điện thoại mà để đặt hàng là có mấy số em hả? Dạ một số. À, em có thể là đọc cho anh và cả nhà nghe được không? Dạ 0778909092. À 0778909092. Dạ. À cô chủ tên gì ạ? Dạ tên Tuyết. Tuyết nha cả nhà. Đó. Một cái mâm này là bao nhiêu ký em? Dạ 10 ký không? 15 ký. À 15 ký. Rất là kỹ lưỡng luôn ha. Ủa anh thấy em cắt những cái phần đó là những cái phần gì vậy em? Dạ những cái phần này do nó có lông cho nên em cắt bỏ. À có nghĩa là mình sẽ bỏ luôn ha, rất là kỹ lưỡng. Nhìn gà gà này cả nhà. Vàng ươm luôn. Quá trời ngon. Đó lý do tại sao mình quyết định là quay giới thiệu với cả nhà, quay lại một lần nữa về chỗ cơm gà Sơ Mở Chàng. Thì chúng ta đang ở địa chỉ thứ nhất ha, địa chỉ đầu tiên. Chút xíu nữa chúng ta sẽ qua địa chỉ thứ hai nha. Đó là khai trương trong ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2020. Nhà xem thấy không? Rất là hấp dẫn luôn. Đây là đoạn đường Đinh Tiên Hoàng, quận 8 nha cả nhà. Ở chỗ cơm gà Sơ Mở Chàng là số 54 đường Đinh Tiên Hoàng, quận 8. Quá trời đông khách luôn rồi. Đó, khách xe tải nè, du lịch nè. Bây giờ số lượng khách học sinh, sinh viên rất là nhiều. Với giá thì như nãy mình có chia sẻ với cả nhà rồi, cô chủ bán chỉ có từ 20 hoặc 25 thôi. Giá quá là tốt. Thành ra đó lý do tại sao mà số lượng khách cô chủ này đông như vậy. À, giờ là mình đã quay cho cái nhà xong, xem xong cái chỗ mà cơm gà Sơ Mở Chàng chi nhánh chính là chi nhánh thứ nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái chỗ cơm gà Sơ Mở Chàng mới khai trương trong ngày hôm nay nha cả nhà. Chi nhánh thứ hai nằm tại đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3 thành phố Vĩnh Long. Hiện tại thì để cho cái nhà xem rõ nhất về cái chỗ mà cơm gà Sơ Mở Chàng 2 đó, thì bây giờ mình sẽ xuất phát từ trung tâm thương mại Vincom đường Phạm Thái Bường, phường 4 nha. Bây giờ chúng ta sẽ tới ngay trước mặt cả nhà, đó là đèn xanh đèn đỏ đó. Sau khi mà chúng ta chạy qua khu Vincom rồi đó, chúng ta sẽ quẹo phải đó, để đi đến chỗ cơm gà Sơ Mở Chàng chi nhánh 2.
Thì như cả nhà cũng thấy rồi ha, mặc dù là chi nhánh 1 thì cái số lượng khách nằm ở trên đoạn đường phường 8 á, rất là đông luôn. Nhưng mà cô chủ á, muốn là cho những khách hàng á, ở trong gần trung tâm thành phố á, thành ra là cô chủ quyết định là mở thêm một cái chi nhánh 2 nằm ở đường Nguyễn Quang Thị phường 3 này, để cho chúng ta có thể thưởng thức một cách dễ dàng nhất mà chúng ta không cần phải chạy lên phường 8. Thì sau khi chúng ta quẹo qua đường Nguyễn Văn Thiệt phường 3 thì chúng ta chạy khoảng tầm hơn 100m thôi cả nhà, thì chúng ta sẽ tới cái địa điểm cơm gà số mở chàng 2. Đây là địa điểm thứ hai nha cả nhà. Đó lý do tại sao chào cô chủ. Bây giờ cô chủ đã dắt mình và cả nhà đi xuống chi nhánh 2 nè. Cô chủ có thể nói lại cái địa chỉ chi nhánh 2 cho cả nhà được biết không ạ? Dạ, 148 Nguyễn Văn Thiệt, phường 3, thành phố. À, 148 đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3, thành phố Vĩnh Long nha cả nhà. Cho cả nhà xem lại chi nhánh 2 của cô chủ nè. Đó, mới khai trương trong ngày hôm nay thôi, ngày 13 tháng 11 năm 2020. Bây giờ cô chủ sẽ dắt anh vào trong quán nha và sẽ làm cho anh một dĩa cơm đùi gà. Đó, để anh sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức, để xem cái chất lượng có thay đổi gì hay không sau một năm quay trở lại nha. À, coi em làm cho anh một dĩa cơm đùi gà nha. Rồi sau đây là cô chủ sẽ xào trực tiếp ha, một cái đùi gà cho mình và cả nhà cùng thưởng thức ở tại tiệm cơm gà số mở chàng 2. Quay rồi hả? Không, vậy tiếp tục thôi. Cô chủ cứ làm thoải mái thôi. Đó, đây là cái đùi gà chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Rất là to luôn nha cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ đợi cái đùi gà nó vàng lên. Trong thời gian đó là mình có rang cơm không cô chủ? À, cô chủ rang cơm luôn nha. Chủ tài hơn nửa thập kỷ trong nghề bán cơm gà nha cả nhà. Cái lò này nhìn hơi cao đúng không cô chủ? Thôi kệ, cố gắng đi, để chỗ tài nghệ lại cho cả nhà cùng xem cái khả năng điêu luyện sau vài năm bán cơm của mình. Tại vì cả nhà vẫn thích được xem cái người chủ chính sẽ chế biến một dĩa cơm gà, chúng ta cùng thưởng thức. Ở đây em có thể nhắc lại cho cả nhà được biết là thời gian mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ không? Dạ, 10 giờ cho tới 7 giờ 30. À, 10 giờ trưa tới 7 giờ 30 tối đúng không? Dạ. À, 10 giờ trưa tới 19 giờ 30 tối nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Khi mà một cái công việc mà nó nóng như vậy á, mà một cô chủ còn rất là trẻ luôn đó. Mà cô chủ là bán công việc này thì cả nhà cũng biết là rất là đam mê với cái công việc mua bán này. Mà thậm chí là cái giá cũng rất là phải chăng luôn, rất là bình dân luôn. Tự như là các thành phần đối tượng như người lao động thu nhập thấp hoặc là vừa thì có thể tiếp cận dễ dàng về cái món cơm gà số mở này. Rồi bây giờ đợi cô chủ sẽ ra dĩa thôi. Đó, sau khi mà cô chủ đã bỏ xà lách nè cả nhà, dưa leo, cà chua vào rồi, bây giờ chúng ta sẽ đợi gà chín thôi. Đây sẵn cho cả nhà xem nè. Gà rất là tươi luôn, sau khi luộc xong là vàng ươm luôn nè cả nhà. Đó, cô chủ đã chiên xong rồi. Hấp dẫn quá cô chủ ơi. Rồi màu vàng. Thì mình xin nhắc lại với cả nhà ha, một dĩa cơm cô chủ bán á, thì đối với cái phần ức gà thì sẽ là 20.000. Cái phần đùi gà thì có đùi gà nhỏ và đùi nhà vừa.
nếu mà nhỏ thì sẽ là 20.000 và vừa sẽ là 25.000. Còn ngoài ra đùi gà mông gốc tư thì bao nhiêu cô chủ? 30, 35, 40. À, đùi gà mông gốc tư tùy theo lớn nhỏ thôi nha cả nhà. Wow, với kinh nghiệm của mình thấy không, cô chủ là chỉ cần là nghe tiếng sâu thôi là chúng ta có thể biết được là khi nào mà gà nó đạt cái độ vàng giòn thơm nhất định rồi đó. À, vậy là mình sẽ nhường cho cái vị khách hàng đó. Rồi giờ tới mình nha cả nhà. Đó, chưa cả nhà ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức thôi. Anh sẽ lựa các bạn ngồi đây. Đúng rồi, bên đây nè, đúng rồi. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức dĩa cơm gà xoái mỡ nha cả nhà. Và cô chủ mới vừa làm xong cho mình nè. Mỗi dĩa như vậy thì có giá là 25.000 đồng. Cái đùi gà rất là to luôn nha cả nhà ơi. Chiên rất là khéo léo luôn. Nhìn được tẩm gia vị rất là, thấy là rất là vừa luôn. Rồi giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức thôi. Sau khoảng rất là nhanh thôi thì chưa tới 5 phút nữa thì cô chủ đã làm cho mình xong cái dĩa cơm gà xối mỡ rồi. Thì mời cả nhà xem lại chi tiết nha. Gần tí cô chủ ơi. Đây cái nhà xem nè, cái đùi gà rất là to luôn. Với một cái màu vàng ha, ươm luôn. Nhìn rất là hấp dẫn ha, dĩa cơm rất là nhiều cơm luôn cả nhà. Ngoài ra thì chúng ta có các thành phần rau ăn kèm như dưa leo nè ha, cà chua nè, salad nè. Thì trong 3 ngày khai trương kể từ ngày hôm nay là ngày 13 tháng 11 đó, thì chúng ta sẽ được cô chủ tặng thêm một cái ly nước ngọt nha cả nhà, Coca-Cola. Và ra thì trong mỗi cái phần cơm như vậy thì chúng ta sẽ có một chén canh. Canh này là canh cải nha cả nhà. Như là có củ sắn này, như là cà rốt nè. Củ cải trắng. Củ cải trắng ha. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ ăn kèm với thành phần gia vị gì? Thì chúng ta sẽ có nước tương nha cả nhà và tương ớt. Đó. Thì tùy theo nhu cầu của cái nhà như thế nào thôi. Đó thì mình sẽ ăn kèm với nước tương nè. Hình như là có ớt trái nữa không cô chủ? Dạ có. Ok, sao? Đó là cái nhà có ớt trái nha cả nhà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức thôi nha cả nhà. Ta xịt một miếng tương ớt vào nha. Nè cả nhà xem nè. Đó, sẽ rất là hấp dẫn luôn. Mình chưa lột này cả nhà ơi. Sẽ nhấp mất không quên lột luôn. Sao sao. Đây. Đó, nó có cái nắp này. Ta nắm cái nắp giật lên thôi. Đó, rất là đơn giản. Đó, nếu mà cả nhà mà muốn ăn cay cay á, mà không có quá cay thì chúng ta sẽ sử dụng phần tương ớt nha. Đó, hấp dẫn chưa cả nhà? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái dĩa cơm gà xối mỡ. Sau hơn một năm rồi thì mình mới quay trở lại, nhưng mà mình quay trở lại với hai chi nhánh luôn để cho cả nhà được biết là chỗ cơm gà xối mỡ Tràng đã rất là thành công. Quyết định mở thêm một chi nhánh ở tại trung tâm thành phố Vĩnh Long. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức cơm nha cả nhà ha. Đây, chan một tí nước tương vào. Đấy là cảm nhận đầu tiên của mình đó cả nhà, là cái hộp cơm á, cái chỗ cơm gà xối mỡ Tràng 2 này á, cũng rất là giống ở chỗ cơm gà xóa mỏ Tràng 1, tại vì cùng một chi nhánh thôi, cũng của cô chủ ra thôi cả nhà. Hạt cơm á, nó vừa khô vừa, không có quá khô mà không có quá mềm, đúng là cơm chiên về thì ăn rất là ngon luôn và thơm luôn á cả nhà. Rồi mời cô chủ quay gần tí đó cho cả nhà xem nè. Bây giờ mình sẽ cho cả nhà xem bên trong cái phần đùi gà nha. Đây chúng ta cùng xem nè cả nhà. Đó cả nhà thấy không, nhìn nó rất là mọng nước luôn á. Đó, rất là khéo phải không cả nhà. Nó không hề bị khô như những chỗ mà
khác mà mình đã từng quay cho cả nhà xem ha. Đó, nhìn nó mọng nước nè, nhìn nó thịt nó rất là mềm luôn. Thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức nè. Cái đầu tiên là cái phần da gà nha cả nhà. Cái da gà được thấm gia vị của cô chủ á, có vị mà ngọt ngọt, mặn mặn, độ giòn và có một cái mùi thơm rất là thơm luôn đối với phần da gà. Còn cái phần thịt gà bên trong á thì á, nó mềm, ăn nó mềm ha, mà mình có cảm giác như là nó rất là béo và bù luôn cả nhà. Nói chung tuyệt vời. Đúng là tuyệt vời luôn. Uống một tí Pepsi ngày hay chưa nè, Coca-Cola nha. Vậy là mình đã giới thiệu xong với cái nhà ha. Chỗ cơm gà số mở Chèn 2 vừa mới khai trương trong ngày 13 tháng 11 năm 2020 hiện nay, tại số 148 đường Nguyễn Mang Thiệt, phường 3, thành phố Vĩnh Long nha. Thì mình xin nhắc lại với cái nhà, chỗ cơm gà số mở Chèn thì sẽ có hai chi nhánh. Một là cái chi nhánh chính đầu tiên là nằm tại số 54 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, thành phố Vĩnh Long, và chi nhánh 2 nằm tại số 148 đường Nguyễn Mang Thiệt, phường 3, thành phố Vĩnh Long. Thì cái nhà nếu mà có nhu cầu á, muốn dùng thưởng thức thử á, thì cả nhà hãy ghé chỗ cơm gà số mở Chàng nha. Với cái cách chiên gà rất là ngon, cơm phải nói là rất là thơm luôn. Mình thấy đây là một sự lựa chọn cho cả nhà nếu mà cả nhà ghé Vĩnh Long và cả nhà muốn dùng cái cơm gà số mở á, thì đây là một trong những sự lựa chọn đầu tiên của mình. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sớm nhất. Cả nhà nhớ dù một hộp thì cô chủ vẫn có ship nha. Chào tạm biệt cả nhà.